Văn Hậu báo tin không vui cho Công an Hà Nội. Sau những chuỗi trận có kết quả không như ý, cuối cùng thì câu lạc bộ Công an Hà Nội đã tìm lại được niềm vui chiến thắng khi đánh bại Bình Định với tỷ số xít sao. Nhưng niềm vui bỗng trở nên không trọn vẹn với đội bóng ngành Công an khi Văn Hậu phải rời sân do chấn thương ở gần cuối trận và được thay bằng Giáp Tuấn Dương. Huấn luyện viên Flavio Cruz sau trận đấu chỉ thừa nhận rằng chưa rõ tình hình Văn Hậu và phải có những sự kiểm tra chính xác để đưa ra kết luận. Mới đây, Đoàn Văn Hậu được cho rằng đã gặp phải một vấn đề về đầu gối khá nghiêm trọng và có thể bỏ lỡ trận đấu với Hải Phòng trên sân nhà vào ngày 29 tháng 7 tới. Nếu hậu vệ cánh trái này không kịp hồi phục, đây có thể coi là tổn thất lớn cho câu lạc bộ Công an Hà Nội, đặc biệt là khi họ đang cần sự ổn định trong đội hình trong giai đoạn rất căng thẳng của cuộc đua vô địch. Không những thế, trung vệ Tấn Sinh cũng đã bị treo giò vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Kể từ khi gia nhập Công an Hà Nội, Văn Hậu là vị trí gần như không thể thay thế. Thậm chí đã có lúc Văn Hậu được tin tưởng trao lại băng đội trưởng. Những trận đấu gần đây anh đang tìm lại sự ăn ý nhất định với Quang Hải thì lại gặp chấn thương. Sẽ có hai phương án thay thế mà huấn luyện viên Flavio Cruz có thể tính đến nếu thiếu vắng Văn Hậu. Một là tin dùng cầu thủ trẻ Giác Tuấn Dương, như trận đấu với Bình Định, hai là kéo Văn Thanh về vị trí hậu vệ cánh trái. Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có thể chơi tốt ở hai hành lang biên. Hiện tại công an Hà Nội đang đứng đầu bảng, nhưng khoảng cách với các đội xếp sau chỉ là hai điểm. Chiến thắng trước Hải Phòng là nhiệm vụ phải hoàn thành của đội bóng ngành công an, nhưng Hải Phòng vẫn luôn là đối thủ đầy khó chịu với mọi đội bóng. Ở trận đấu lượt đi trong giai đoạn 1, đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã buộc công an Hà Nội phải chia điểm ngay trên sân nhà với tỷ số 1 đều.